thì nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ là một trong những nghị định quan trọng nhất về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Theo đó, nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết việc công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực và được áp dụng trong giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng và thân nhân từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 đến nay. Không phủ nhận nghị định số 131 đã tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có công, góp phần chăm sóc người có công và gia đình chính sách ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, từ thực tiễn ở cơ sở, khi thực hiện nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ đã bộc lộ một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ. Do đó, một số điều, nội dung của nghị định cần phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Chính vì thế, vào ngày 5 tháng 1 năm 2024, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó, chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Thời gian hoàn thành trong quý 4 năm 2024. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, ban soạn thảo gồm 28 thành viên: Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan làm trưởng ban soạn thảo, tổ biên tập gồm 37 thành viên, tổ trưởng là ông Đào Ngọc Lợi, cục trưởng Cục Người có công. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2024, ban soạn thảo tổ chức họp lần đầu lấy ý kiến rộng rãi, công khai để hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ, Quốc hội xem xét. Trưởng ban soạn thảo đánh giá nghị định số 131 là một văn bản vi phạm pháp luật lớn, quan trọng cả về vi mô, số lượng, điều khoản, được tích hợp từ rất nhiều văn bản liên quan. Việc tích hợp nhiều văn bản vi phạm pháp luật không tránh khỏi những bất cập. Sau khi nghị định đi vào thực tiễn, cơ quan soạn thảo đã nhận thức rõ có một số nội dung vướng mắc và chưa phù hợp. Thực tế, 3 năm qua, cơ quan soạn thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến, kiến nghị từ các bộ, ngành liên quan, các địa phương về những vấn đề còn bất cập này. Do đó, một số điều, nội dung của nghị định cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Do đó, ông đề nghị các thành viên trong ban soạn thảo, tổ biên tập tích cực đóng góp ý kiến để ban soạn thảo tiếp thu, trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tại cuộc họp, ban soạn thảo đã nhận được nhiều ý kiến liên quan đến luật đất đai đối với người có công. Một vấn đề khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt là trình tự thẩm định thủ tục đối với các đối tượng hưởng chính sách người có công. Đại diện các bộ, ngành, các địa phương, các hội đánh giá cao sự nghiêm túc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong việc tổng hợp, xây dựng dự thảo. Các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo rà soát các chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước liên quan đến chế độ chính sách ưu đãi người có công để hoàn thiện hơn trong dự thảo. Kết luận cuộc họp, trưởng ban soạn thảo ghi nhận đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ngành, địa phương, các hội tại cuộc họp. Thứ trưởng cho biết ban soạn thảo, tổ biên tập sẽ khẩn trương tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các dự thảo của nghị định. Đồng thời, ban soạn thảo mong muốn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản góp ý cho dự thảo để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo quy định tại Điều 54, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, thì người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi sẽ bị tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, người phạm tội không thuộc một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia và bị phạt tù có thời hạn thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù sẽ bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi. Thời điểm tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Thứ hai, người xuất cảnh trái phép, mất tích thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi trong thời gian xuất cảnh, mất tích. Thời điểm tạm đình chỉ chế độ ưu đãi
kể từ tháng cơ quan có thẩm quyền kết luận. Thứ ba, người có công với cách mạng mà tham gia các hoạt động chống phá chế độ, đảng, nhà nước, đào ngũ, phản bội, chiêu hồi thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi. Thời điểm chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ tháng cơ quan quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi ban hành quyết định chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi. Thứ tư, người phạm tội thuộc một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hay phạm tội khác bị phạt tù chung thân, tử hình thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Thứ năm, người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 bị khai trừ ra khỏi đảng thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bị khai trừ. Thứ sáu, người có công với cách mạng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi trong thời gian chấp hành hình phạt tù có thời hạn do phạm tội cố ý nhưng không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì thân nhân của họ cũng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi. Còn trường hợp người có công với cách mạng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân của họ cũng sẽ bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi. Thời điểm tạm đình chỉ hoặc chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi của thân nhân người có công thực hiện theo quyết định tạm đình chỉ hoặc chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công. Ngoài ra theo quy định tại điều 55 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì người giả mạo giấy tờ để được xem xét công nhận là người có công với cách mạng hưởng chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng thì sẽ bị thu hồi quyết định công nhận, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn lại số tiền đã nhận. Người khai báo gian dối giấy tờ để được hưởng thêm chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi được hưởng thêm và phải hoàn trả số tiền đã nhận do khai báo gian dối. Người chứng nhận sai sự thật hoặc làm giả giấy tờ cho người khác để được xem xét công nhận là người có công với cách mạng, người lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, lợi dụng chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng để trục lợi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.